Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đứng gần thập giá, Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria vợ ông Cleopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, chúng ta đã dùng những ngày này để tĩnh tâm chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm vượt qua, mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa Giêsu. Qua hai ngày vừa qua, ngày thứ nhất chúng ta đã được mời gọi sám hối, quay trở về với Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót. Và ngày thứ hai chúng ta đã cùng nhau suy niệm về mầu nhiệm chết và phục sinh của Chúa Giêsu. Hôm nay ngày thứ ba, theo truyền thống của dòng Chúa Cứu Thế, mỗi khi đi giảng Đại Phúc hay là trong bất kỳ cuộc tĩnh tâm nào, thì ngày cuối cùng của cuộc tĩnh tâm, các cha dòng Chúa Cứu Thế luôn luôn giảng về Đức Mẹ dưới nhiều khía cạnh, dưới nhiều tước hiệu. Và hôm nay tôi muốn mời gọi quý ông bà, anh chị em suy nghĩ về vai trò của Đức Maria đối với ơn cứu rỗi của loài người chúng ta. Khi suy nghĩ về danh hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp, nếu như chúng ta chỉ hiểu một cách đơn giản rằng mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp, có nghĩa là mẹ luôn luôn sẵn sàng yêu thương, cứu giúp chúng ta trong những lúc khó khăn, vất vả, những lao đao lận đận của cuộc sống, hay trong những nhu cầu thể lý vật chất, những khi chúng ta bị đau yếu, nghèo khó, vân vân. Hiểu như thế thì chưa đủ, là bởi vì ơn cứu giúp căn bản và cần thiết nhất đối với mỗi người chúng ta, đó là sự can thiệp đặc biệt của mẹ đối với ơn cứu rỗi của mỗi người chúng ta. Và đó cũng chính là sứ mạng thiêng liêng cao cả của mẹ Maria. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, xét về phương diện trần gian, xét theo quan điểm của loài người, thì chỉ là một sự thất bại ê chề. Bởi vì thập giá vốn là một hình phạt ô nhục, và như Thánh Phaolô đã nói, thì Đức Kitô đã bị đóng đinh thập giá là một cớ vấp phạm đối với người Do Thái, và là một sự điên rồ đối với dân ngoại. Nhưng đối với chúng ta, đối với những ai đã được kêu gọi, hay nói cách khác là trong cái nhìn của lòng tin, thì đó chính là quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì đó chính là phương thế mà Thiên Chúa muốn dùng để cứu rỗi nhân loại. Chúa Giêsu đã hoàn toàn vâng phục để đón nhận hy lễ thập giá, và qua cái chết thập giá, Ngài đã tỏ bày cho chúng ta được biết về tình thương cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người. Hơn ai hết, mẹ Maria đã tham dự một cách tích cực vào trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại. Mẹ đã hoàn toàn vâng phục để đón nhận thánh ý Thiên Chúa, hoàn toàn mở ngõ để cho ý định cứu rỗi của Thiên Chúa được thực hiện. Qua lời thưa xin vâng của mẹ trong ngày được truyền tin, Thiên Chúa đã trở nên Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
lời đáp trả xin vâng của mẹ đã trải dài trong cả cuộc sống. Và ngay cả khi hiện diện dưới chân thập giá của Chúa Giêsu, phải chứng kiến cái chết đau thương ô nhục của Chúa Giêsu con mẹ, mẹ vẫn một mực can đảm đón nhận, vâng theo thánh ý Thiên Chúa, cộng tác mật thiết với Chúa Giêsu để cho ý định cứu rỗi của Thiên Chúa được thực hiện. Nơi biến cố thập giá của Chúa Giêsu, có một điều chúng ta cần khẳng định, đó là Chúa Giêsu hoàn toàn không bị ràng buộc gì bởi yếu tố tình cảm riêng tư. Qua lời trăn trối cho mẹ Maria: "Hỡi bà, đây là con bà." Cũng như qua lời nhắn nhủ với Gioan: "Này là mẹ con." Chúng ta khám phá ra rằng chính Chúa Giêsu đã muốn đặt mẹ làm mẹ của tất cả các Kitô hữu. Và qua biến cố này, mẹ đã hoàn toàn ý thức và lãnh nhận lấy vai trò làm mẹ thiêng liêng của toàn thể nhân loại. Khi Chúa Giêsu trao người môn đệ đứng gần thập giá làm con của mẹ Maria, thì Ngài đã thực hiện một hành vi tượng trưng, vì sự hiện diện của Gioan đã gợi đến sự hiện diện của tất cả các môn đệ thuộc mọi thời đại. Và như vậy, mẹ Maria đã được đặt làm mẹ cho mỗi một người trong chúng ta. Và chúng ta phải xác tín rằng mẹ Maria hằng quan tâm, ân cần, lo lắng cho từng người con của mẹ, là vì qua việc chỉ định một người môn đệ duy nhất là Gioan, thì Chúa Giêsu muốn ám chỉ rằng đây không phải là một tình mẹ mơ hồ chung chung, nhưng mỗi một Kitô hữu, từng người một trong chúng ta sẽ nhận được từ mẹ Maria tất cả tình thương đặc biệt mà người ta có thể nhận được từ một người mẹ. Và cho dù rằng con số con cái có đông vô số kể, thì cũng chẳng phương hại gì đến sự lâu tâm của mẹ dành cho từng người một. Về phía mẹ Maria, thì chúng ta phải quả quyết rằng mẹ luôn luôn yêu thương, chăm sóc đến con cái của mẹ. Vì người mẹ nào mà lại không yêu thương con mình? Nhưng về phía chúng ta thì vấn đề là chúng ta có biết noi theo thái độ của Thánh Gioan là đón mẹ vào nhà mình hay không? Chúng ta cũng thường thấy là trong gia đình bao giờ người mẹ cũng quan tâm, ưu ái đặc biệt đối với người con nào yếu đuối, tật nguyền hay kém may mắn, hoặc là phải lận đận lâm vào một hoàn cảnh bi đát. Và theo Thánh Bernardo thì sự chạy đến cùng Đức Mẹ là bậc thứ nhất ở thang của kẻ có tội. Họ phải qua Đức Mẹ để tới với Chúa. Quả vậy, Đức Maria có thi thố lòng từ mẫu của Ngài thì đã thi thố một cách đặc biệt nơi những kẻ tội lỗi. Trong kinh cầu Đức Mẹ, chúng ta thấy Hội Thánh dạy chúng ta kêu cầu mẹ dưới danh hiệu Đức Bà là đấng bầu chữa kẻ có tội, cầu cho chúng con. Mẹ là đấng bầu chữa kẻ có tội, có nghĩa là mẹ luôn luôn sẵn sàng yêu thương, cứu giúp kẻ tội lỗi lầm lạc. Mẹ sẵn sàng cứu giúp những ai gặp nguy cơ ảnh hưởng đến phần rỗi. Danh hiệu này của Đức Maria làm cho chúng ta thêm tin tưởng. Và cho dù có tội lỗi đến đâu, đến mức nào đi nữa, chúng ta cũng hãy tin tưởng và can đảm mà tìm tới trú ẩn, nép mình bên tà áo của mẹ.
Mẹ sẽ rủ lòng thương mà cảm hóa chúng ta, giúp chúng ta biết quay trở về cùng Chúa. Mẹ sẽ cầm tay chúng ta, dắt dìu chúng ta đến cùng Chúa Giêsu con mẹ. Thánh Bonaventura đã khéo so sánh Đức Maria với người mót lúa. Người mót những bông lúa hư hỏng có nghĩa là những linh hồn bị bỏ rơi, những linh hồn mà các thợ gặt không lo, không quan tâm đến nữa, cho là những linh hồn vô phương cảm hóa. Thì Đức Mẹ nhặt lấy những bông lúa linh hồn ấy, thu về kho lẫm thiên đàng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, thực ra chỉ có duy mình Chúa Giêsu là trung gian ơn cứu rỗi, như lời Kinh Thánh khẳng định cho chúng ta là chỉ có một Thiên Chúa, và cũng chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại, một người là Đức Giêsu Kitô, đấng đã thí mạng mình làm giá chuộc thay cho mọi người. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói rằng Chúa Giêsu là trung gian do bởi chính công nghiệp của Ngài. Ngài đã thí mạng mình làm giá chuộc thay cho mọi người. Còn mẹ Maria là trung gian do bởi ân sủng, do bởi tình thương của Thiên Chúa. Nói một cách khác, Thiên Chúa đã muốn cho mẹ Maria là một nhịp cầu nối, là máng chuyển ơn lành của Thiên Chúa đến cho con người. Và chúng ta cũng có thể quả quyết như lời của Thánh Bernardo: không có một ơn nào ban xuống cho nhân loại mà không qua sự trung gian của mẹ Maria. Lạy mẹ hằng cứu giúp, chúng con chạy đến bên mẹ, phó trao tất cả cuộc sống của chúng con với những vui buồn, sướng khổ trong tay mẹ. Nguyện xin mẹ hãy làm cho chúng con thực sự ngày càng cảm nghiệm về lòng xót thương từ mẫu của mẹ. Nguyện xin mẹ hãy đón nhận chúng con làm con cái của mẹ, để chúng con được hưởng nhờ lòng mẹ xót thương, cứu giúp chúng con mọi nơi, mọi lúc. Nhất là xin mẹ giúp chúng con luôn biết mở rộng lòng mà đón nhận tình thương cứu độ của Thiên Chúa, và được bền đỗ đến cùng trong ơn nghĩa của Chúa. Amen.